Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Thủy, mình là nhân viên văn phòng của công ty sách OHO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách photo tài liệu trên máy in đa năng, browser máy in văn phòng. Đây là hình ảnh của chiếc máy in đa năng Super G3. Thì khi ở chế độ chờ thì đèn màn hình sẽ tối như thế này và cái nút nguồn sẽ sáng như thế này. Thế khi mình bắt đầu muốn photo thì bạn sẽ ấn cái nút này để cho máy ở chế độ làm việc. Khi đó đèn copy sẽ hiện sáng và màn hình sẽ hiện sáng. Đầu tiên bạn mở máy ra và đặt tài liệu vào. Thì khi bạn đặt đây là tài liệu khổ giấy A4 của chúng ta này. Bạn muốn photo mặt nào thì bạn sẽ úp cái mặt đó xuống màn hình như này và sẽ căn cái lề theo cái khổ A4 ở trên bề mặt đây. A4 thì căn lề này thì là nó sẽ đều. Nếu bạn để sát đây vào sát ra bên đây thì khi mình photo ra là chữ sẽ hơi bị lệch. Đấy, sau đó bạn đóng vào này. Thế thì in ở đây thì nó có các phím số đây để mình khi photo bạn sẽ có thể chọn cái số tờ để bạn copy ra. Đây hiện tại đang ở có hiện số 1 này, tức là đang là photo ra một tờ. Ví dụ bạn muốn nhiều hơn thì ấn số 2, hiện số 2. Tương tự ví dụ muốn 20 tờ thì ấn số 0, nó hiện 20 đây. Đấy, khi hiện chế độ hiện số 20 này, tức là mình sẽ photo ra 20 bản. Bây giờ bạn muốn trở lại một bản thì bạn ấn nút clear này. Máy trở về là một bản. Thế thì mình muốn copy ấn nút start này. Máy sẽ tự động chặn. Sau khi tài liệu chúng ta được photo xong thì giấy sẽ chạy ra ở cửa này. Và đây là bản chúng ta vừa photo xong. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách photo tài liệu bằng máy in văn phòng. Chúc các bạn sẽ thực hiện cái công việc của mình thật hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video hướng dẫn photo tài liệu bằng máy in văn phòng. Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ theo email hoặc số điện thoại trên màn hình. Video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy in để in tài liệu trên máy tính.